Rồi, hello, chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video tiếp theo. Thì cái video này sẽ nói về cái những điều cần biết của R15V3 2019 nha. Thì có nhiều bạn mình muốn mua xe R15V3 thì mình cần lưu ý những điểm như thế này. Mình xem, mình thử, mình coi mình có những cái điểm này mình có thích hay không ha. Thì lúc đó mình mới xuống tiền mình mua được chiếc R15V3. Thì những cái điểm này mình sẽ nói sơ qua, cũng như là những cái điểm cần các bạn cần lưu ý nhé. Rồi, cái điểm đầu tiên mình muốn nhắc đến đây là cái hộc gió này. Thì cái hộc gió này á, theo mình biết đây là hộc gió giả nha các bạn. Nó không có cái tác dụng để mà lấy gió hoặc là tản nhiệt cho động cơ, mà nó chỉ là để mang tính chất trang trí. Thì nếu các bạn tinh tế á, thì người ta sẽ lấy cái hộc gió này nè, hộc gió giả này nè, người ta sẽ thiết kế một cái gọi là cái đèn trợ sáng, giúp cho xe mình đi đường khuya hoặc là đi đường trời mưa đó các bạn. Thì mình sẽ tăng cái độ sáng, mình có thể là đi phượt, đi tour này nọ ha. Đó. Thì các bạn nhìn xa xa các bạn thấy được là cái hộc gió này, hộc gió giả này nó giúp cho tăng cái độ thẩm mỹ cho chiếc xe. Nếu các bạn không có cái hộc gió giả này thì làm cho chiếc xe nó không trở nên mạnh mẽ và hầm hố được. Đó. Rồi tiếp đến là các bạn cứ hãy nhìn thực tế, cái phuộc của MT15 này với R15 thì giống nhau. Thì mình muốn cho các bạn coi ở phía ngoài này cho nó rõ nét hơn ha. Thì cái phuộc này thì nó là chỉ đẹp thôi, nhưng các bạn phải vệ sinh đúng cách hoặc là chăm sóc đúng cách á, thì nó sẽ không bị xì dầu nha. Đó. Rồi thì bây giờ mình ra phần phía sau của R15 á, thì mình thấy được đây là cái gấp sau của R15. Nhưng thực tế cái gấp này rất là giống cái gấp của R6 hay các bạn, nhìn rất là đẹp. Cái gấp này sẽ cho cái khả năng là chống sốc cực tốt và thiết kế của nó trở nên mạnh mẽ. Nhưng một cái điều các bạn có thể là không nhìn thấy được, đó là cái phuộc này, mình nhầm nha, là cái gấp này á, thì bên trong á, nó rỗng và nó bọng như các bạn. Đó, cho mình cái tay mình chỉ đó, thì cái gấp này rất là bọng luôn. Nếu các bạn muốn nhìn thấy được á, thì các bạn phải nhìn từ phía bên cái đĩa, các bạn nhìn qua thì các bạn mới thấy được là cái độ bọng của nó và độ rỗng ở trong á, nó rất là rỗng luôn. Đó không, cái thọt cái tay vô các bạn thấy là được là nó rất là rỗng luôn, bên trong nó rỗng thôi nha. Nhưng mình muốn nói ở đây là cái độ an toàn nó vẫn giữ tuyệt đối nha các bạn. Tuy nó mỏng nhưng mà cái độ cứng của nó sẽ rất là ok. Nó sẽ bảo đảm được cái là các bạn khi các bạn đi đường sóc, đường chở nhiều người á, thì nó sẽ đảm bảo được cái sự an toàn, không có bị gãy hoặc là bị hư hại ha. Nếu mà mình đi ok kỹ thì nó sẽ không sao đó. Nên các bạn có thể là yên tâm về cái phần gấp này đó. Cái gấp này rất là thể thao và thiết kế rất là đẹp mắt. Tiếp đến là cái phần sườn từ cái cổ mà đi xuống tới cái phía sau xe luôn, xuống tới cái yên xe luôn nhé các bạn. Đây thì các bạn có thể thấy được là cái phần sườn của nó, mình sẽ lấy cái MT15 tượng trưng nha, nó cũng giống như R15 thôi. Đó, các bạn thấy mình gõ gõ vô trong thấy là rất là bọng và mỏng luôn, nó kéo dài xuống tới cái phần phía sau luôn đó. Đó. Tuy nhiên thì bên trong mình gõ thì rất là bọng và mỏng, nhưng tuy nhiên thì cái độ dài nó vẫn có độ dài nha các bạn. Độ dài để làm gì? Để cho cái phần mà độ cứng cáp của nó trở nên cứng hơn chút xíu. Nhưng mà bên trong là mỏng, nếu mà các bạn mỏng mà các bạn mà không dài nữa thì trở nên sẽ yếu ớt hơn. Nếu mà mỏng nhưng mà cái độ dài nó sẽ có thì giúp cho xe trở nên nó cân bằng và nó sẽ chắc chắn hơn. Đó. Nhưng mà các bạn gõ tay vào á, thì các bạn cảm thấy là nó bọng, nó mỏng, nhìn nó rất là yếu luôn. Nhưng mà thực sự thì nó rất là chắc chắn. Đó. Mà mình gõ vô thì thấy hụt hẳn thôi thì nó hơi hơi mỏng. Mình cảm giác như là cái phần này gia công nó không được theo cảm nghĩ thôi, là nó không được tốt thôi. Nhưng mà thật sự vẫn an toàn đó. Rồi tiếp tục là cái điểm mà các bạn cần lưu ý á, là cái xe zin á, thì cái kiến cái zin của nó thì mình không nói nha, thì nó rất là ok. Nhưng mà các bạn muốn độ thôi cái kính đây, thì các bạn thấy được là cái kính độ này xe hở, nó hở lên tới đây mà con ốc này sẽ không bắt được, tại vì nó sẽ bị hụt cái lỗ của cái kính đó đó, và nó sẽ bị hụt luôn cái kính này với lại cái phần nhựa, hay cho các bạn thấy không, đó nó hụt
Đó. Thì các bạn nào mà cân nhắc nha, nếu mà các bạn chơi kín độ này thì sẽ cái thẩm mỹ của nó sẽ không được đẹp lắm, tại vì cái ốc của nó bắt không có liền và cái độ sát của nó không có. Đó. Giúp cho xe trở nên nó không được cứng cáp cho lắm. Nhưng mà các bạn thích kín độ á, thì mình nên nghĩ là các bạn phải chế làm sao cho nó thêm bắt được con ốc đó. Rồi tiếp tục là cái bình xăng này nè. Cái bình xăng này các bạn rờ vào á thì các bạn thấy của nó rất là mềm và yếu nha các bạn. Tại thứ nhất á, là nó làm bằng bằng nhựa. Thì nhựa thì có cái ưu điểm là nó sẽ đẹp và các bạn có thể là dễ thay thế, thì các bạn bị va quẹt hoặc là bị bể gì đó thì các bạn có thể là thay thế được. Đó. Còn cái vấn đề mà nếu mà làm bằng sắt hoặc là bằng nhôm á thì nó chi phí lại cao, mà nó sẽ không đẹp bằng cái thằng ốp nhựa này. Ốp nhựa này các bạn có thể đó mình bóp các bạn thấy nó yếu không, nó bị lúng so xuống phía dưới luôn đó. Thì cái bình xăng này mình cảm giác là nó hơi bị yếu, nhưng mà cái độ thẩm mỹ nó đem lại thì nó rất là ok cho con R15V3 này. Còn bên trong cái miếng nhựa này thì cái bình xăng của nó thì chắc chắn là sẽ chắc chắn rồi, còn cái này là cái bọc ở ngoài của cái bình xăng thôi đó. Thì cái điểm này cũng các bạn cũng cần lưu ý, nên các bạn mua thì các bạn cũng phải cố gắng giữ gìn nha, nếu không mà có thể là bị bể hoặc là dễ bị chày á, bằng nhựa mà. Rồi cái điểm hay ở con này là các bạn có thể là gắn cái bô độ vô các bạn, thì các bạn có thể gắn vô của SC hoặc là Akabovic. Nhưng mà cái cây đang gắn trên con xe này là con cái cây của SC thì nó không có tiêu luôn, thì các bạn nổ lên nó rất là hay, nhưng mà tiếng nó hơi cũng hơi chát, nhưng mà cũng có phần ấm ở trong đó, nhưng mà tiếng hơi chát chút xíu nha. Thì mình sẽ cho các bạn nghe thử chút xíu, ở đây không có thể nạt được các bạn, mình chỉ được nghe chút xíu thôi nha các bạn. Rồi các bạn có thể là đoán được là con R15V3 này nếu mà phiên bản zin thì nó sẽ đạt được tốc độ max speed là khoảng bao nhiêu km/h nha. Thì mình sẽ cho các bạn coi một cái đoạn video này, một chiếc xe zin vòng tua zin luôn, thì các bạn coi nhé. Các bạn thấy được là cái smart speed của con R15 này cũng rất là tuyệt vời ha. Thì nó có VVA, nó cải được thiện được nước hậu cho cảm giác này, các bạn thấy được cảm giác các bạn chạy thấy phê ha. 158 km/h. Rồi một cái điểm các bạn cần lưu ý đó là cái dè zin của con R15V3 này thì rất là văng bùng luôn bạn, bắn bùng lên tới yên luôn đó. Thì các bạn nên là thay cái chắn bùng khác á, chắn bùng độ thì nó sẽ giảm thiểu lên cái bắn lên cái yên các bạn ha. Thì lúc đó cái người ngồi sau người ta sẽ trở nên nó sạch sẽ hơn và nó không bị dơ hai cái ống chân của người ngồi sau đó. Ngoài ra thì xe cũng còn độ thêm được nhiều cái, ví dụ như các bạn có thể là độ thêm đèn led nè, chống đổ nè vân vân, thì lúc đó các bạn có thể là đi nó an toàn hơn. Tại vì những chiếc xe mà dòng sport thì các bạn cũng biết là nó rất là nặng và nó rất là khó dắt, thì các bạn có lỡ mà té ngã mà các bạn không có chống đổ thì xe nó sẽ bị bể và nó không còn giá trị nữa đó. Ngoài ra thì ở ngoài đây cũng có rất nhiều loại xe các bạn có thể tới coi, rồi những cửa hàng tư nhân này các bạn. Đó, đây là thằng Minh Long mình đang hay review bên này á, thì các bạn có thể tới Minh Long mà các bạn search địa chỉ ha. Các bạn thì search địa chỉ trên Facebook nó rất là nhiều luôn các bạn. Mình là review xe thôi chứ không có bán xe, các bạn không cần hỏi mình mà địa chỉ ở đâu này nọ ha. Các bạn cứ search tên Minh Long ở trên Facebook là nó có hết luôn, các dòng xe nhập khẩu luôn. Đó, các bạn có thể điện trực tiếp lên đó các bạn hỏi luôn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ video của mình để ủng hộ mình nhé. Rồi chào các bạn, hẹn các bạn vào một video tiếp theo.